Em xin chào Hòa mấy anh chị nghe. Hòa xin chào Hòa Trọng Hải và anh chị em thân mến. Hòa xin chào mà YouTuber của Nguyễn Tấn một buổi tối này thì tràn đầy Hòa hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân và bạn bè và một ngày mà nó cuối tuần vui vẻ hả. Thì trong đoạn video này thì em cũng có mà đôi lời thì em cũng chia sẻ và em cũng mà nói cho mà đến một chị. Hiện bây giờ chị đó là bên mà nước ngoài á, nhưng mà chiều hôm qua với buổi nay, nhưng mà trong vòng này thì nó 3 bữa thôi, em vào trang mà cái kênh của chị ta thì em đã có nghe và cũng có coi thì cũng rất là nhiều. Nhưng mà theo quan điểm của em á, thì á, trong đoạn video của chị mà chị nói mà bên mà thiền âm bên bờ mà vũ trụ á, theo em á, là nó mà đi hoàn toàn là nó sai trái những gì mà chị mà nó đưa ra đó. Thì bây giờ em cũng có đôi lời này thì em cũng gửi cho mà chị mà ha mà sa cô. Bây giờ thì em chỉ nói thôi, nhưng mà em không bao giờ em mà đụng chạm đến chị và em không bao giờ là em chửi chị, chỉ là em nhắc nhở và em chỉ là có một thằng nào đó là em mà nó đóng góp cho chị thôi, em mà đóng góp thôi nha, nó thêm mà là lời ý nữa, thêm quậy ý thêm nữa. Thế, bây giờ thì em hỏi chị mà ha mà sơ cô đó, chị ha sơ cô này, chị này bên nước ngoài nha, chị có ở bên mà Việt Nam, chị có đi lại đến mà nó tặng nơi, nó tặng tình, nó đến chỗ mà bên mà thiền âm bên bờ mà vũ trụ không? Rồi chị có biết trong thiền âm bên bờ vũ trụ trong võng người ta làm mà những điều gì và những mà cái việc gì chưa? Em hỏi chị như vậy, trừ khi chị ở bên đây, chị đi đến chỗ trong thiền âm bên bờ và vũ trụ, nếu mà chị thấy trong mà thiền âm bên bờ vũ trụ á, những các và chư thầy, thầy Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và thầy ông nội, những năm đứa trẻ đó đó, nếu mà năm đứa trẻ đó đó, nếu mà con của mà trong mà thầy mà Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, những mà mấy chị con chồng á, thì chị nói thì được hoàn toàn nghe thông tin đúng và chính xác, chị tìm hiểu đúng thì chị nói, như chị ở bên bển, chị cầm điện thoại lên, chị mà lướt lên mạng đó. Nhưng mà chị thực tế là chị chưa không có biết ở bên đây như thế nào, chị nghe một theo một trang mạng nào đó đưa lên không đúng về cái sự thật. Nhưng mà những mà rất là nhiều người họ cầm bằng chứng giả đưa lên những mà thông tin không đúng về cái sự thật, rồi chị đứng lên rồi chị mà ăn vua, rồi đứng lên rồi rồi chị mà chửi người ta kia độ. Em thấy hoàn toàn á, những mà mấy đoạn video của chị và những mà mấy cái mà nó clip của chị đưa lên á, thiệt em vô mà em nghe mà em nghe mà thấy chị mà nói một cái á, y gan là em muốn mà nó nhấn nút mà y gan là nó bỏ qua luôn á, nó mà nó xóa luôn á, em thiệt luôn á. Chị ở bên bển mà chị y gan là chị nói chuyện á, y gan là nó đúng rồi luôn vậy đó chị mà ha mà sư cô, em thiệt luôn á. Những người ở bên mà Việt Nam mà ở bên đây nè, người ta ở gần sát bên mà thiền âm bên bờ mà vũ trụ nè, người ta còn mà chưa mà có nói đó. Người ta mà chưa có nói như thế nào nữa, những người mà dân trong thiền âm bên bờ vũ trụ sát bên nhà đó, người ta thầy ông nội người ta làm như thế nào và những năm chú tiểu chổng người ta làm như người ta ra sao đó, rồi á những mấy người khác cũng vậy nữa, người dân sống gần gần nhà sát bên, người ta biết
thiện ông bên bờ vũ trụ, từ đó giờ sống ra sao? Thiền âm bên bờ vũ trụ, những người dân ở gần đó, nhưng mà người ta được lại cho quà nè, người ta còn mà nó xây chùa nữa nè, người ta còn cho quà, người ta còn cho tiền, người ta còn thương yêu năm chú tiểu nữa, cho quà, quà cho cấp trong chổng, người ta còn góp cho những gì trong chổng đó. Nhưng mà người ta có cái tấm lòng. Chị ở bên bển mà em thấy chị y gan là chị nói chuyện y gan là đứng lên đó, chị nói chuyện em thấy đó, hoàn toàn là y gan là chị là một nhà mà nói tiên tri á, y gan là nhà tiên tri đó. Chị đứng lên đó, đầu chị mà phán rồi á, em thấy chị đó, đứng lên rồi chị phán người này người kia, rồi chị nói là những người nào mà đứng lên mà nó bên giật cho mà bên mà thiền âm bên bờ vũ trụ, rồi cái đồ chị mà đồ mà đi thưa kiện người ta. Bây giờ nè em nói chị nè, bây giờ á chị thấy người ta làm không đúng, chị đứng lên rồi chị chửi đúng không? Thì ở bên đây người ta thấy thiền âm bên bờ vũ trụ, người ta thấy làm đúng, thì bên đây người ta đứng lên người ta binh đó. Nếu mà chị mà không thích bên mà thiện âm bên vũ trụ thấy họ làm sai, chị nói cho đãi miệng người đúng không? Thì bên đây á người ta thấy thiện âm bên bờ vũ trụ rất là đàng hoàng, người ta sẽ đứng lên, người ta sẽ nó mà phản ánh chị mà lại thôi, không có gì mà khó như. Nhưng mà em thấy chị á, chị mà phải tìm hiểu đúng nguyên do đúng sự thật đi chị ơi, nhưng mà chị đừng có mà nghe lời theo những mà mấy cái trang mà mạng đó, như mà đưa lên mà nó không đúng về cái sự thật đó, cái đầu chị vô rồi chị coi em có hiểu luôn á, làm gì chi điện thoại bây giờ là nó thông minh, điện thoại bây giờ là 4.0 rồi em nói thiệt á, điện thoại bây giờ là 4.0 luôn. Chị lên Google, YouTube như vậy, chị search cái là chị ra rồi, đầy rồi, nó kết quả rồi, đúng không? Cần gì? Đó. Rất là thông minh. Nhớ một điều rằng, chị nhớ một điều rằng, mình muốn làm cái gì, và mình làm cái gì, chị phải suy nghĩ bằng cái đầu. Chị suy nghĩ bằng cái đầu trước, xong rồi chị mới làm. Nhé. Người ta làm cái gì nhưng mà người ta cũng suy nghĩ bằng mà cái đầu óc người ta chứ, người ta mới dám nói, người ta phải ra sao. Cái này chị đi theo và những mà mấy mà ở bên kia đứng lên chửi người ta đầu cũng đi bắt chước mà chửi người ta heo, em thấy thiệt nhục lắm luôn á, nhục lắm chị ơi, thiệt luôn á. Ý mà một con nít thôi, con nít thôi mà người ta còn cũng đi mà ăn vua mà ta cũng nó đi rồi mà ganh tị cho năm mà chú tiểu nữa, em hiểu không? Năm chú tiểu mà đâu có làm mà vậy đâu à, nó sai trái đâu à, con nít không thôi mà những mà mấy người khác người ta còn đi mà ganh tị ăn ghen mà nó tức ở người ta nữa, như vậy á là em nói thiệt luôn là nó không có đáng mặt một người đàn ông, em thì không đáng mặt người phụ nữ đàn mà người mà phụ nữ, em hiểu đúng á. Con nít nhưng mà mình là mà nó làm cái gì đâu mà mình đi theo mà mình mà ăn vua nó làm gì, đi mà nó ăn thua làm gì, thà ăn thua người lớn, có người có đàng hoàng ăn thua thôi, con nít là nó không có tội, nhưng mà mình đi ăn thua làm gì đúng không? Mà chị mà sao cô, em cũng khuyên chị rằng tìm đúng nguyên do đúng sự thật và thông tin chính xác chị đưa lên nha, rồi chị nói đừng có mà ở bên bển cầm điện thoại lên dước dước dước. Ô cái này nè mày sai rồi, để nó đi, tao lên tao một bữa hai bữa lên nữa là tao bem mình liền đó.
Nhưng mà trong đoạn video này em gửi cho chị mà hai cho cô hiểu và như thế nào. Em không bao giờ em chữa chị và em không bao giờ là em nói mà đến gì mà nó mà danh dự gì và xúc phạm chị, không bao giờ có. Nếu mà hiểu được nghe nghe đoạn video này và em cũng chân thành và em cũng cảm ơn và mấy anh chị và xem và video của em. Nếu mà thấy hay và theo dõi thì bấm nút và nút đăng ký và quay kênh em cũng chân thành và em cũng cảm ơn nữa. Máy bay mấy chị nha, chúc mà buổi tối vui vẻ hả.